Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách làm trân châu khoai lang, một loại topping mix cùng với trà sữa rất là ngon và đẹp mắt. Trân châu thì mềm dẻo, bùi bùi của khoai lang, cho cùng vào với đá lạnh không lo bị cứng. Nguyên liệu mình chuẩn bị: mình sử dụng 200g khoai lang Nhật ruột vàng và 100g khoai lang tím. Khoai này thì mình đã gọt vỏ, ngâm nước muối và rửa sạch rồi. Mình sẽ cho khoai vào trong nồi và hấp chín. Các bạn có thể hấp hoặc là luộc đều được. Khi thấy khoai đã chín bở như thế này là được. Mình sẽ lấy khoai ra tô và tán nhuyễn ra. Với 200g khoai vàng thì mình sẽ cho vào cùng 70g bột năng, 7g bột nếp và mình trộn đều. Mình sẽ cho từ từ nước sôi vào và nhào cho đến khi khoai dẻo mịn. Nếu thấy khoai ướt thì các bạn có thể cho thêm bột nếp, còn nếu khô thì các bạn cho thêm nước sôi nhé. Tùy vào khoai các bạn luộc hay hấp, khoai ướt hay không mà lượng nước cho vào sẽ khác nhau. Các bạn lưu ý là trộn khoai với bột khi khoai đang còn nóng nhé. Mình sẽ chia phần khoai này ra làm hai phần để tạo hai màu. Một phần thì mình sẽ cho vào một chút siro sâm dứa để tạo màu xanh. Các bạn có thể tạo các màu khác tùy theo sở thích. Mình cho một chút bột khô ra bàn và lăn dài bột ra. Sau đó cắt bột ra thành các phần nhỏ. Mình rắc một chút bột khô để chống dính, sau đó dùng hai tay xoa đều lên các viên bột để tạo hình tròn. Rất nhanh chóng thì mình đã thu được các viên trân châu khoai lang rất là đẹp như thế này. Mình làm tương tự đối với phần bột màu xanh. Nếu bột để lâu bị khô thì các bạn thêm chút nước vào nhào lại cho bột dẻo rồi tạo hình nhé. Đối với 100g khoai lang tím thì mình sẽ tán nhuyễn ra. Cho vào cùng 35g bột năng, 3g bột nếp và mình trộn đều. Mình thêm nước vào từ từ và nhào cho đến khi bột dẻo mịn. Sau đó mình cũng lăn dài và tạo hình như là khoai lang vàng nhé. Đây là 3 phần trân châu mà mình thu được. Trân châu này thì các bạn có thể làm nhiều, áo lớp bột khô nhiều một chút, sau đó cất vào trong ngăn đá tủ lạnh dùng dần. Khi dùng thì các bạn lấy ra và cho vào trong nồi nước sôi luộc luôn, không cần giã đông nhé. Mình đã đun sôi một nồi nước và cho trân châu khoai lang vào luộc. Trân châu này luộc khá là nhanh nên là mình sẽ luộc 3 màu cùng một lúc. Mình chuẩn bị sẵn một tô nước đa lạnh để lát ngâm trân châu. Khi các viên trân châu đã nổi lên trên và nồi nước sôi trở lại thì mình sẽ vớt trân châu ra, cho vào trong tô nước lạnh mình đã chuẩn bị sẵn và ngâm 5 đến 10 phút cho nguội. Sau đó mình sẽ vớt trân châu ra, cho vào cùng 250 đến 300ml nước đường. Nước đường thì bạn nấu theo tỷ lệ 1kg đường và 600ml nước nhé. Trân châu này thì mình sẽ dùng trong ngày. Trân châu khoai lang này thì các bạn có thể mix cùng với các loại trà sữa cùng với các topping khác để cho ly trà sữa trở nên hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.